21 triệu mua một đôi 900C. 900 đấy. C cũng 14 triệu mấy thằng. Nó cũng bằng một đôi loa này, con vang này cũng đẩy đấy rồi. Đấy. 21 triệu nguyên 21 triệu. Mà nó con này nó hơn tí. Đấy. Nghe nó khác nhau hoàn toàn đúng không? Cái này nghe sáng chứ. Này đánh tăng luôn. Tăng chất lượng cái người kia. Nguyên zin nữa. Có gì đâu.